Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình và mình là Thành EG. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cuộc đối đầu giữa Gaara và Naruto. Thì đây là cái comment của bạn TGDD. Và nếu các bạn thích cặp đấu nào thì hãy comment xuống bên dưới. Mình sẽ lựa chọn cái comment được nhiều người yêu thích nhất để làm trong tập kế tiếp. Ok, nó sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ vào VS Battle này và chọn là thi đấu một trận đi, cũng như là đấu đơn. Thì ở trong này sẽ có khá là nhiều hình dáng của Gaara khác nhau. Đây là Kazekage ở trong cái trạng thái hình dáng là đại chiến gian lần thứ tư này. Đây là lúc bình thường. Đây là trong trang phục thời trang. Chúng ta sẽ có hai bộ trang phục thời trang khác nhau. Và trận đầu tiên mình sẽ chọn cái dạng mạnh nhất là dạng đại chiến gian lần thứ tư đi. Chúng ta sẽ có sen tsunami này, cái sen sower này như kiểu là một cái kiểu vòi hoa sen cát ấy, kiểu đấy. Còn cái này là cái mộ cát khổng lồ, cái này là ngục cát này, ngục cát kết hợp với thương cát. Chúng ta sẽ có chọn là ngục cát kết hợp với thương cát đây. Mình sẽ chỉnh lại một chút này và mình sẽ chọn Naruto mạnh nhất đi. À không, Naruto lục đạo thì nó mạnh quá so với Gaara, nên mình nghĩ sẽ chọn cái Naruto Kurama liên kết với Kyuubi. Chúng ta sẽ có Super Mini này, bom vĩ thú mini. Ok, nó sẽ bắt đầu thôi. Trận chiến giữa Nhất Vĩ với Kyuubi. Cát vào. Úi giời ơi, đỡ sao, chạy nhanh thế, vào đây. Ôi giời, bom vĩ thú rồi, thấm rồi. Mình anh bao nhiêu phát bằng nó ra một kill. Sang tới tsunami, vào đây, không được đâu, bắt được không. Rồi ôi, đằng sau cơ mà. Sang tới tsunami không được rồi. Bắt được rồi. Mất cả giấy cơ. Phản đòn. Vào đây. Không né được. Thấm rồi. Ui, combo đẹp thế. Vào đây. Ok, ta sẽ hồi Chaka thôi. Hồi Chaka rất là nhanh. Vào đi, bắt được. Ôi giời ơi, ôi giời, bắt được, bắt đi, bắt rồi. Nhanh quá kinh khủng luôn. Hết Chaka. Vào đi, xe tới tsunami. Bắt được không? Bắt! Xịt rồi! Không được chiêu cuối rồi! Mình còn chết đi! Wow! Đừng bảo chết nhá! Wow! Chiêu bắt đi! Bắt được không? Bắt! Trời ơi! Xịt rồi! Bắt tiếp. Xịt. Thôi kết thúc rồi. Không dùng chiêu kia, nó chạy quá nhanh luôn. Mình nghĩ còn thua ấy. Ôi giời. Đánh sao đấy. Thủ. Rồi. May quá. Trận chiến rất là ngang cơ luôn. Chúng ta sẽ chọn Naruto đi. Đó rất là hay. Di chuyển tốc độ cực kỳ cao, mình không bắt nổi cơ. Ra kiểu skill cuối nhưng mà không trúng phát nào cả. Toàn né được thôi. Chúng ta sẽ chọn Rasengan này. Và chọn Kazekage Sensor. Chúng ta sẽ chọn cái người khổng lồ đi. Người khổng lồ mà là cái
mộ khổng lồ, mộ cát khổng lồ. Hy vọng sẽ có những chiêu mới đẹp. Bắt đầu nào, tốc độ mì cực nhanh rồi. Có thể sẽ dễ dàng thắng rồi. Ô, định đánh à? Lên, lên, combo. Ô, không bắt được đâu, không bắt được đâu. Ra tiếp nha. Rasengan, trời ơi, cát này, cát, quá nhanh luôn, ối xịt, Rasengan, ok, quá nhanh luôn đấy, không để đỡ được luôn, Rasen Suriken, phi tiêu cát chứ, ái cha, không né được, thấm thế nhở. Ôi, mình đánh mãi. Nhờn, khí ấy. Vào. Xịt rồi, xịt. Trúng. Ôi, trời ơi, ăn ngay cái quả cát vào mồm. Mình hồi chà ca cực nhanh luôn. Ôi, dính rồi. Mộ cát. Ủa, kim tự tháp. Ủa, nó hút xuống. Thấm thế. Trời ơi. Một chiêu cuối thôi mà. Cửu vĩ. Lên. Bom vĩ thú. Bom vĩ thú. Nhờn này, nhờn. Điên cuồng luôn. Bom vĩ thú. Rồi. Mình phải hạ trước đi. Nhờn. Vào đây, bom vĩ thú. Sắp hết rồi, kết thúc thôi, kết thúc thôi. Nó cát nó biến. Kết thúc. Kiểu viễn vẫn là quá mạnh so với Gaara. Mình nhớ là mình có thể chọn được một dạng nhất vĩ nữa. Chúng ta hãy tìm dạng nhất vĩ và đấu thôi. Mình sẽ chọn dạng nhất vĩ đi. Ok, Gaara này. Dạng 2 là dạng, sẽ là dạng nhất vĩ. Mình sẽ chọn nhà ngục cát này. Với cái xe cái gọi là cái vòi hoa sen cát đi. Tên khá dị. Và mình sẽ chọn một nhân vật nó cùng với đẳng cấp của Kazekage lúc bình thường. Sagemot Rasen này. Sengan. Chúng ta sẽ cố gắng hóa thành nhất vĩ và thử đập Naruto xem nào. Vào. Vào. Ok. Mình bị phản đòn ra. Ui, tí thì dính. Dính này, dính đâu? Dính đi. Không vào đâu. Wow. Ôi giời ơi. Bóp nát luôn. Bộ nát, không vào luôn. Tấm tấn công cực xa luôn. Ôi giời. Vào đây. Wow. Ai cha, không né được rồi. Ăn đòn rồi. Ui. Thấm nhở. Thấm này. Ôi được. Ăn đòn đi. Lên. Ăn đòn. Bắt đầu. Không được, nó thủ được. Rasengan. Nó một cục máu luôn. Quá tởm. Vào đây. Ăn đòn. Né ra, Awaken, lên. Nhất vĩ. Chạy đâu Naruto, chạy đâu. Chạy đâu này. Ui, Okane né xuống. What the. Wow. Bắn tiếp rồi. Né hết rồi. Ui, đánh thấm ấy nhỉ. Bốc can lên.
Một người rộng hướng nhất vĩ nhìn béo. Đó là đấy. Và ok, mình sẽ kết thúc tóm lại tại đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.